Và chị biết là em có một cái body rất là đẹp, thì em không biết là em có cảm thấy thoải mái khi cho mọi người nhìn thấy body của em ở đây không? Ok, rồi mình quay vào trong, mình cởi cái áo ra, mình biến kích thước lại nha. Số lượng nhân tiếp theo 361. One more time, but work more energy, please. Yes.